Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông huyện Thanh Chương. Sáng ngày 27 tháng 2, huyện ủy Thanh Chương tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo năm 2023. Tham gia lớp tập huấn có 109 học viên là lãnh đạo, chuyên viên ban tuyên giáo huyện ủy, trưởng phó ban tuyên giáo đảng ủy của 38 xã thị trấn, cán bộ phụ trách công tác tuyên giáo đảng ủy, chi ủy các cơ quan đơn vị trên địa bàn toàn huyện. Trong thời gian 2 ngày, các học viên đã được tiếp thu 4 chuyên đề chính, đó là nắm bắt dư luận xã hội và xử lý có vấn đề điểm nóng ở cơ sở, công tác khoa giáo ở cơ sở, công tác tuyên truyền cổ động ở cơ sở, công tác văn hóa văn nghệ ở cơ sở. Thông qua lớp tập huấn nhằm nâng cao năng lực nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo từ huyện đến cơ sở, các cơ quan đơn vị trên địa bàn. Trên cơ sở đó, để đáp ứng với yêu cầu và nhiệm vụ trong tình hình mới. Sáng nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo luật đất đai sửa đổi bằng hình thức trực tuyến với 38 điểm cầu trên địa bàn huyện. Đồng chí Phan Đình Hà, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện chủ trì hội nghị. Tham gia hội nghị ở huyện có các đồng chí thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, lãnh đạo các phòng Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Nội vụ, các tổ chức chính trị xã hội cùng tham gia, có ban cố vấn của huyện. Luật đất đai có tầm quan trọng liên quan đến quyền và lợi ích thiết thực của nhân dân. Tổng kết hàng năm có trên 80% đơn thư khiếu nại và tố cáo có liên quan đến đất đai. Chính vì thế, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện đã phối hợp tổ chức lấy ý kiến góp ý sâu rộng vào dự thảo luật đất đai sửa đổi. Đây là hội nghị góp ý thứ 3. Sau hội nghị này, Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện sẽ tổng hợp ý kiến gửi lên cấp trên để tổng hợp. Ngày 25 tháng 2, Ban Thường vụ huyện đoàn đã phối hợp với chính quyền địa phương xã Đại Đồng tổ chức khánh thành và bàn giao ngôi nhà nhân ái cho gia đình bà Trần Thị Thanh, thôn Cẩm Thái. Bà Trần Thị Thanh hiện đang thờ phụng hai liệt sĩ, một mẹ Việt Nam anh hùng. Những năm qua, bà sống trong ngôi nhà đã xuống cấp trầm trọng. Trước tình hình đó, được sự quan tâm giúp đỡ và hỗ trợ của Ban Thường vụ tỉnh đoàn, Đoàn Thanh niên, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, huyện đoàn Thanh Chương và các đơn vị đồng hành đã hỗ trợ cho gia đình bà xây dựng ngôi nhà mới với số tiền 100 triệu đồng. Sau một thời gian thi công đến nay, công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng với diện tích trên 70 m². Về dự trao nhà và phát biểu tại đây, các đại biểu đã chúc mừng và mong muốn gia đình bà Trần Thị Thanh hãy biết trân trọng giá trị của món quà, sớm vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Sáng ngày 25 tháng 2, Trường Đại học Kinh tế Nghệ An đã phối hợp với Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Cảnh Chân tổ chức Ngày hội Tư vấn Hướng nghiệp và Tuyển sinh năm 2023 với chủ đề Định hướng tương lai chọn đúng ngành nghề, với sự tham gia của hơn 1.000 học sinh Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Cảnh Chân. Tại đây, các em học sinh đã được nghe Tiến sĩ Trương Quang Ngân, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Nghệ An, ông Nguyễn Thế Thắng, Chủ tịch Hội làm vườn tỉnh, đại diện Hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ của tỉnh, tư vấn định hướng về các ngành nghề mà thế giới Việt Nam và Nghệ An đang cần. Tiếp đó, Trường Đại học Kinh tế Nghệ An đã thông báo về phương thức tuyển sinh năm 2023, thời gian nhận hồ sơ và các chính sách ưu tiên của nhà trường trong quá trình học tập tại trường, đó là được miễn giảm học phí, được nhận học bổng. Đặc biệt, nhà trường còn có chương trình hỗ trợ sinh viên như cam kết giới thiệu việc làm trong nước cho sinh viên sau khi tốt nghiệp, liên kết với các doanh nghiệp hỗ trợ cho vay vốn, đưa sinh viên đi thực tập sinh và làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Năm 2023, Trường Đại học Kinh tế Nghệ An tuyển sinh các ngành đào tạo kế toán, kinh tế, tài chính ngân hàng, quản trị kinh doanh, thú y, chăn nuôi, quản trị đất đai, khoa học cây trồng và lâm nghiệp. Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Cảnh Chân cũng mong muốn trong thời gian tới, hoạt động tư vấn hướng nghiệp và tuyển sinh sẽ được các trường đại học và các doanh nghiệp quan tâm, chú trọng nhiều hơn nữa để giúp các em học sinh chọn đúng ngành nghề mà xã hội đang cần. Cũng nhân dịp này, Trường Đại học Kinh tế Nghệ An đã trao tặng 5 suất quà cho 5 em học sinh vượt khó học giỏi. Đây là hoạt động nhằm định hướng nghề nghiệp cho các em, giúp các em chọn đúng ngành nghề, nắm bắt được nhu cầu tuyển dụng, việc làm hiện nay để từ đó chọn cho mình một hướng đi phù hợp ngay từ khi đang ngồi trên ghế nhà trường. Thưa quý vị và các bạn, đền Bạch Mã là một trong 4 ngôi đền linh thiêng nhất của xứ Nghệ, nằm trên địa bàn thôn Tân Hà, xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương. Lễ hội đền Bạch Mã được tổ chức vào các ngày mùng 9 và mùng 10 tháng 2 âm lịch hàng năm. Năm nay, ngoài các nội dung truyền thống, huyện Thanh Chương còn tổ chức công bố bằng công nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia lễ hội đền Bạch Mã. Hiện nay, mọi công tác chuẩn bị cho lễ hội đã hoàn thành, hứa hẹn sẽ là một mùa lễ hội quy mô hoành tráng.
Trong những ngày này, tại Đền Bạch Mã, xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương, mọi công tác chuẩn bị phục vụ lễ hội đang được các tổ chức đoàn thể gấp rút hoàn thành. Từ lễ nghi khánh tiết đến việc chuẩn bị cơ sở vật chất, các sân bãi phục vụ cho các hoạt động của lễ hội. Trong cái quá trình lễ rước, thế như vậy chúng tôi đã chỉ đạo cho các cái tổ chức chính trị như đoàn thanh niên, cựu chiến binh, phụ nữ, nông dân thì huy động con người tối đa. Còn đối với phần hội thì chúng tôi đã tổ chức phối hợp với các cấp tổ chức các cái sân bài như sân bóng chuyền, rồi sân vật cù, sân bóng đá. Đấy, năm nay có một nội dung thêm nữa là đón nhận cái lễ hội là cái di sản phi vật thể của quốc gia. Thế như vậy chúng tôi cũng đã tập trung phối hợp chỉ đạo. Cho đến giờ phút này thì cơ bản các cái nội dung triển khai của huyện cũng như xã cũng đã hoàn thành. Đền Bạch Mã được xây dựng vào thế kỷ 15 để thờ Phan Đà, vị tướng trẻ tài năng có công lớn trong cuộc kháng chiến chống quân Minh xâm lược. Phan Đà sinh tại thôn Chí Linh, xã Võ Liệt, huyện Thổ Du, nay là thôn Khai Tiến, xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương. Đền gồm 5 tòa, uy nghi, bề thế, chạm khắc đẹp, được tu bổ nhiều lần vào thời Nguyễn. Hiện nay, quy mô và kiến trúc của đền đang được bảo tồn khá nguyên vẹn. Là một trong nhiều du khách lần đầu tiên đến với đền Bạch Mã, anh Hà Huy Hiệp ở thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu rất vui mừng trước quy mô cũng như công tác chuẩn bị cho lễ hội đền Bạch Mã. Thì lần đầu tiên em về đền đấy thì em thấy là thứ nhất là khuôn viên của mình cũng rộng rãi và sạch sẽ, có cái không khí chuẩn bị lễ hội rất là công phu, ví dụ như có gian dựng cả cái sân khấu và chuẩn bị cả cái sân đại bóng chuyền. Lễ hội đền Bạch Mã năm nay sẽ tổ chức bao gồm các nội dung lễ khai quang, lễ yết cáo, lễ tế thần, lễ công bố chứng nhận lễ hội đền Bạch Mã là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Riêng về phần hội, ngoài duy trì môn vật cù, một hoạt động văn hóa đặc sắc chỉ có riêng ở lễ hội đền Bạch Mã, thì hoạt động bóng chuyền, bóng đá tại lễ hội cũng được thay đổi theo hướng nâng cao chất lượng. Ngoài ra, các hoạt động kéo co, đập niêu, bình sướng họa thơ, thi nữ sinh thanh lịch, trưng bày các bộ tranh lưu động cũng được tổ chức với nhiều đổi mới. Song song với các hoạt động trên, huyện cũng chỉ đạo hội nông dân, hội phụ nữ huyện và đoàn thanh niên phối hợp với các xã tổ chức các gian hàng trưng bày, giới thiệu quảng bá 20 sản phẩm ô cốp của huyện, sản phẩm mang tính đặc sản của địa phương, kết hợp với công tác quảng bá các danh lam thắng cảnh trên địa bàn. Đến thời điểm này, mọi hoạt động chuẩn bị cho lễ hội đã hoàn thành. Ngoài làm tốt công tác tuyên truyền bề nổi, huyện Thanh Chương còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền qua hệ thống mạng xã hội như Facebook, Zalo, YouTube để quảng bá hình ảnh của đền cũng như quy mô của lễ hội. Năm nay thì sau 3 năm phòng chống dịch COVID-19 thì chúng ta không tổ chức được lễ ở cấp huyện rộng rãi như thường niên. Và cái đặc sắc năm nay thì chúng ta gắn tổ chức lễ hội với cái công bố lễ hội đền Bạch Mã là trở thành di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia do Bộ Văn hóa quyết định. Và năm nay một trong những điểm nhấn đó là cái cuộc thi nữ sinh thanh lịch. Và thông qua cuộc thi này chúng tôi sẽ lồng ghép để giới thiệu các cái sản phẩm ô cốp trên địa bàn huyện Thanh Chương. Lễ hội năm nay chúng tôi rất chú trọng chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng cái công tác phần lễ. Làm thế nào đó để lễ hội này tạo cái sự lan tỏa sâu rộng trong toàn thể du khách thập phương cũng như nhân dân trên địa bàn huyện nhà. Giữ gìn phát huy giá trị di tích, tổ chức lễ hội truyền thống đền Bạch Mã là một việc làm hàng năm nhằm thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, tỏ lòng biết ơn đối với các bậc tiền nhân đã có công với muôn dân trăm họ, là việc làm thiết thực, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của quê hương đất nước, có tác dụng giáo dục sâu sắc đối với mọi tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ. Hy vọng với sự chuẩn bị chu đáo và kỹ lưỡng của các cấp các ngành trên địa bàn huyện Thanh Chương, lễ hội đền Bạch Mã năm nay sẽ là một lễ hội ấn tượng và khó quên. Chương trình thời sự hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.